Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Trường xin được phép lên sóng báo giá một số xe vừa tại cửa hàng của mình. Đó, trước màn ảnh của quý bác anh chị là mẫu Innova G đời 2010 biển 35105 77 nha, màu ghi bạc. Chiếc này là 2010 màu ghi bạc, xe rất đẹp nha cả nhà. Innova G 2010 thì bên em Trường bán đồng giá thôi, chỉ có là 279 triệu nha. Đấy, G bán đủ nha cả nhà, 279 triệu cho mẫu G 2010. Bên em G 2010 bên em có đang có 5 mẫu G 2010, màu bạc, màu trắng nha cả nhà. Nếu mà có màu ghi vàng nữa, màu ghi vàng là bản GSR, bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì nó hơn, có bệ bước chân nè, đầy đủ âm thanh, đồ là dinh yêu xe, xuyên ngang trên gương. Con này thì bên em Trường chào bán là 290 triệu nha cả nhà, 290 triệu cho mẫu GSR bản đặc biệt này. Đó, xe màu ghi vàng. Đó, mâm là mâm bay xước đen cho cả nhà mình dễ lựa chọn luôn nha. Phiên bản GSR nha cả nhà, màu ghi vàng. Innova G 2010 bên em Trường có 10 mẫu nha. Và kế bên là một mẫu Innova đời hàng chiến lược của bên công ty luôn, Innova 2012 phiên bản E Trung. Nó trang bị là mâm đúc, phanh ABS đầy đủ hết luôn. Phanh ABS đầy đủ. Chiếc này thì bên em Trường chào bán với giá là 290 triệu nha, 290 triệu màu ghi vàng, xe biển Đồng Nai, rất đẹp luôn. Rồi thì bên em Trường đang cho lắp xi nhan gương, camera cam lùi đầy đủ hết, đầy đủ nha cả nhà. Em sẽ quay chi tiết sau. Đấy, trang bị túi khí đầy đủ hết. Đang cho lốt sàn mới nè, sàn nó bị dơ đó. Đó, em Trường đang làm lại để lên sóng phục vụ cho quý cô bác và anh chị luôn. Đó. Mâm lốp rất là dày nè, 2012 nha. 2012. Đây. Cái sàn nó bị dơ, bên em vừa thay mới nha. Thay mới sàn lại cho nó mới nè. Đó, xe rất đẹp nè, cả nhà thấy không? Đó, 2012 nha. Đó, 2012 màu ghi vàng, xe rất đẹp, xi nhan cam lùi đầy đủ. Chiếc này bên em chào bán giá là 290 triệu nha cả nhà. 290 triệu nha. Xe mới về, đang dọn dẹp. Rồi, đang dọn dẹp để lên sóng phục vụ cho quý cô bác. Và đằng sau là một mẫu Innova đời 2008 màu đen siêu cộp, biển 61K15004. Đó. Đời 2008 nha, xi nhan gương. Đời 2008. Chiếc này thì bên em Trường chào bán với giá là 259 triệu nha cả nhà. Đây, 208 nè. Đó. Nội thất đẹp luôn. Đấy. Vô lăng đầy đủ hết. Đó, 259 triệu. 259 triệu cho mẫu xe này. Đó. Cả nhà coi cực kỳ đẹp chưa? 259 triệu cho mẫu G 208 bản đủ này nha. Đó, G 208 nha. 259 triệu. Và có bên là mẫu Innova bản đủ đời 2013. E bản đủ nha, 2013 E bản đủ. 2013 E bản đủ thì bên em Trường chào bán cho nhà mình với cái giá là 359 triệu nha. Đó, giảm giá sâu cho cả nhà luôn. Ủng hộ miền Trung bão lũ luôn nha cả nhà. Đây. Đó. 359 triệu cho bản E đủ nha. Đó, nội thất màu nâu đen nhìn rất đẹp luôn cả nhà. Đó, trang bị hai túi khí an toàn. Đó, hai túi khí an toàn, vô lăng nhìn rất ghê. Đó, trần 5D nha. Đó, xe rất đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, xe rất đẹp luôn. Đó. 359 triệu. Và kế bên là mẫu Innova form mới đời 2017. Biển kiểm soát là 00007. Đó, màu ghi bạc. Chiếc này là cuối 20 form mới thì nó có hai bản, đầu và cuối. Đầu thì nó không có cân bằng điện tử, mà cuối năm thì nó có cân bằng điện tử nha. Con này là có cân bằng điện tử luôn nha cả nhà. Đó, có cân bằng điện tử luôn. Chiếc này là có bực bước chân nè. Đấy, đồ chơi đầy đủ hết. Chiếc này thì bên em Trường chào bán là 545 triệu nha. Đây, Innova 2017 nè cả nhà. 2017 là sản xuất 27, đăng ký lăn bánh 28. Bách cửa rất là đẹp luôn, ốc cửa chưa mở đây luôn nè. Đó, xe có sấy sửa kiến nè, tăng tốc eco nè, power mat nè. Cái đây là cân bằng điện tử nè nha cả nhà, cân bằng điện tử đây. Đó. Màn hình OLED, camera hành trình, cam lùi. Nói chung là đầy đủ hết. Chiếc này bên em chào bán với giá là 545 triệu thôi nha cả nhà. Đấy, nguyên zin nguyên bản, bao kịch hãng nha cả nhà luôn. Đó, xe rất đẹp luôn. Kế bên là mẫu Innova 2016 nha. 2016 nha cả nhà. 2016 nè, bên em form mới về rất nhiều luôn. 2016 nè. Đó, 2016 nè là 515 triệu nè. 2018 nè. 2018 thì bên em chào bán với giá là 585 triệu.
Về bên này là 2016 luôn nha, 2016 biển Sài Gòn. Đó, 2016 biển Sài Gòn cũng 515 triệu luôn cả nhà ơi. Đó, xì rất đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nè. Đấy, 515 triệu nha. Đó. Thấy chưa? Nhìn rất đẹp. Đấy, đây là 2018 nha. 2018 thì bên em chắc bạn đặt mấy cái điện thoại có cùng. 2018 là bên em chào bán với giá 585 triệu. 585 triệu cho mẫu Innova 2018 nha, biển 36. Xe thì tất cả xe bên em trường đều lên full chức năng đồ chơi. Bê chìa khóa theo xe nè. Đó. Cả nhà coi, đẹp tuyệt đối nha. Rồi. Đấy, đẹp tuyệt vời. 585 triệu có bớt lọc lấy cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Đấy. Và đây là mẫu Fortuner đời 2010, phiên bản số sàn máy dầu, biển 51K46174. Đó, phiên bản số sàn máy dầu. Chiếc này bên em chào bán với giá là 498 triệu nha cả nhà. 498 triệu nha. Đó, Innova Fortuner phiên bản G số sàn máy dầu. Màn hình Android, nội thất mới, nhìn rất đẹp. 498 triệu nha, dàn lốp thì còn trên 70%. Nhìn rất là dày. Động cơ là diesel, máy dầu. Full đồ chơi topping cho cả nhà mình luôn. Và đây là mẫu Innova 208 phiên bản số tự động. Tự động thì bên em có 3 mẫu. 209, 212, 212 màu vàng cát, đây 209 màu ghi bạc nha cả nhà. Đó. 315 triệu. Và ngồi ra số tự động thì bên em có Fortuner. Đó, rất là nhiều. Và đây là một mẫu Innova G207 chuẩn gia đình, không taxi dịch vụ nha. Con này bên em chào bán với giá là 245 triệu, có bớt lọc lấy cho cả nhà khi đến xem xe. Xe thì full đồ chơi, nội thất mới. Đó, nói không với taxi dịch vụ nha. Xe taxi dịch vụ thì nó chỉ rơi vào tầm 220 thôi nha cả nhà, 200 đến 220. Còn xe gia đình thì nó phải nhỉnh hơn một tí nha. Đó, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Và kế bên nữa còn một số mẫu xe nữa bên em mới vừa về. Thì đây, đây Mazda. Đó, phiên bản số sàn, một chỗ mua mới từ đầu, Mazda 2X nha. Xe rất đẹp, giá bán là 264 triệu cho mẫu xe này. Xe rất là đẹp luôn, ghế nỉ rồi luôn. Ghế nỉ nha, một chủ mua mới sử dụng từ đầu. Đó, xe rất đẹp nha cả nhà, 264 triệu. Đấy, mấy chị em phụ nữ đi mẫu này cực kỳ thích nha. Rồi, và đây là một mẫu Ford Everest 208 phiên bản số sàn máy dầu, động cơ diesel. Đấy, form mới nhìn rất đẹp và sang trọng luôn. Chiếc này thì bên em trường chào bán với giá là 265 triệu nha. 275 triệu cho mẫu xe này. Đó, đăng kiểm đó tháng 2 2023 nha cả nhà. Xe rất là đẹp và keng luôn nè. Đó. Lốp lép đồ dày cua luôn. Đó. Nha, Ford Everest nha cả nhà. Đấy, đầy đủ hết cho cả nhà mình lựa chọn luôn. Xe lên full đồ chơi, nút đỡ start top nè. Đó, màn hình wheelet nè, camera hành trình, mọi thứ còn rất là đều đẹp nha cả nhà. Đó, chiếc này là 275 triệu nè. Bốn quả lốp thì còn trên 90%. Và kế bên là mẫu Innova G2010 màu trắng, nước sơn zin. Thì chiếc này bên em chào bán với giá là 279 triệu nha. Hai đồng giá là 279 triệu cho mẫu Innova G này. Innova G thì trang bị hệ thống phanh ABS, hai túi khí, đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Đó, trần ni lông, mọi thứ còn rất đẹp. Con này gốc Sài Gòn nha. Innova G 2010, con này có gốc Sài Gòn. Quý khách hàng ở Sài Gòn là mua con này về là đẹp luôn nè. Đấy, tuyệt vời. Đó, không tốn 20 triệu phí sang tên. Và đằng sau đây còn hai mẫu 2016-17 nữa. Đây là mẫu 2016 màu xám xanh, biển 79, một chủ mua mới từ đầu. Con này đồng giá 515. Và kế bên là mẫu Innova 2017. Đó, 2017 màu ghi bạc, biển 76. Con này là cuối 2017, có cân bằng điện tử, nó rơi dao động là 545 triệu nha cả nhà. Rồi, kế bên là có 206, 207 nữa nè. Đấy, rất là nhiều. 206 thì bên em đồng giá 235, 207 là 245. Và đằng sau có một con 2017 màu đồng ánh kim. Màu đồng ánh kim nha, màu đồng ánh kim biển 68. Thì con này bên em chào bán cũng giá rất là mềm thôi, đồng giá 545 triệu nha cả nhà. Đồng giá 545 triệu cho cả nhà mình luôn. Đó, nội thất nè, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Con này mình sẽ quay chi tiết cho cả nhà sau. Màu đồng ánh kim, 2017 thôi nha. Đó. Và kế bên là có con 2014 màu ghi vàng nè.
2014 màu ghi vàng, e bạn đủ. Thì chiếc này bọn em chào bán với giá là 385 triệu nha. E bạn đủ, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ nè. Rồi đây là chiếc Fortuner đời 2010, số tự động, máy xăng 2 cầu, biển 61, gốc Sài Gòn. Chiếc này thì bọn em chào bán với giá là 398 triệu. 398 triệu nha. Đó, xe cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, bên em Trường cố gắng hoàn hảo trong mọi khâu công tác lựa xe, đưa xe về phục vụ cho quý cô bác và quý anh chị luôn nha. Đấy, form rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Em Trường quay tổng quan báo giá, cho nên cả nhà cần mẫu xe nào cứ alo hoặc các bạn Zalo để em Trường gửi chi tiết xe đó báo giá cho cả nhà mình nha. Đó, và nhiều lúc em Trường cũng bận đi vào đường mua xe thì có thể là gửi ảnh nó chậm trễ hơn thì cả nhà cũng thông cảm giùm em nha. Đó, đây Innova 2015, đăng ký làm bánh 2016. Con này máy dầu số sàn, bên em chào bán với giá là 695 triệu, bớt 5 triệu, còn 690 triệu. Đấy, xe rất đẹp nha cả nhà nha. Đó, đây là mẫu Innova 2013, đăng ký lăn bánh 2014, biển 93, Bình Phước. Con này bên em chào bán với giá nhà mình là 359 triệu luôn. Đấy, bớt lọc lẽ cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Xe thì full đồ chơi nè, trần BD đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Đó, form mới luôn rồi. Nói chung là cả nhà chốt mẫu xe này là quá đẹp. Cả nhà đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới thêm nha cả nhà nha.